Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Hồng Anh và hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2019. Còn tôi là Xuân Tú. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tin chính có trong chương trình hôm nay. Triển lãm quốc tế về công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam 2019, gọi tắt là VME, vừa diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội. Đây là dịp để giới thiệu những sản phẩm và giải pháp về tự động hóa, phục vụ nền sản xuất công nghiệp trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tại triển lãm lần này, máy móc và công nghệ tân tiến nhất của gần 200 thương hiệu nổi tiếng đến từ khoảng 20 quốc gia được trưng bày dưới chủ đề nhà máy thông minh. Cùng với nhiều triển lãm được tổ chức đồng địa điểm, VME đã hội tụ trên 10.000 nhà sản xuất, đón đầu thời đại. Họ là những doanh nghiệp sản xuất phụ tùng máy công nghiệp, tự động hóa, cũng là những kỹ sư, quản lý sản xuất. Họ đến với triển lãm để tìm kiếm các giải pháp triệt để, hợp tác kinh doanh và học hỏi nguồn kiến thức mới thông qua các buổi hội thảo và hoạt động chuyên ngành. Tham gia VME, công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát mang đến các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực robot và xử lý ảnh, các giải pháp tự động hóa dây chuyển sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm giá thành sản xuất cho các nhà máy. Đây đều là những sản phẩm được các kỹ được các kỹ sư của công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát chủ động hoàn toàn từ khâu lên ý tưởng. Đây đều là các sản phẩm của các kỹ sư của công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát chủ động hoàn toàn từ khâu lên ý tưởng, thiết kế cho đến sản xuất, lắp ráp, đảm bảo mang tới cho khách hàng những giải pháp tốt nhất với chi phí hợp lý nhất. Triển lãm VME 2019 là cơ hội để những người tham gia gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài, trao đổi ý tưởng và thiết lập nhiều liên kết quốc tế trên khắp khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các nhà cung cấp, người mua hàng và các đối tác.